cũng có thắc mắc, nhưng về sau thấy không có chuyện chi, tụi em cũng kệ luôn. Anh tính tụi em đứa là công nhân, đứa là thợ xây, yêu nhau thì tối đến có một chỗ ở cùng nhau, lại không mất tiền thì khác gì giới được vàng. Anh có biết số điện thoại 0988 674443? Dạ em không biết. Anh có chắc chắn những lời anh vừa khai hoàn toàn là sự thật? Dạ em chắc. Buổi tối ngày 13 anh ở đâu? Dạ em ở nhà đó cùng với bạn gái em. Anh có thể qua hỏi bạn gái em. Trong đội thợ xây của anh có nhận thấy những người nào có những đặc điểm khác với các anh hay không? Ví dụ như xài loại thuốc sang hơn, hoặc có những mối liên lạc bằng điện thoại bất bình thường. Dạ không có. Anh em ở với nhau thì như nhau hết. Nghèo như nhau mà anh. Được rồi, tạm thời như vậy. Anh ơi, chừng nào em được thả ha anh? Anh là nghi phạm nên chúng tôi phải giữ anh lại cho tới khi kết thúc điều tra. Vậy thì chết em rồi. Còn công việc bao nhiêu thứ dở dang. Không còn cách nào khác, đó là nguyên tắc. Văn à, đang ở đâu vậy? Ừ, cậu đúng đó. Có kẻ nào đó đang dắt mũi chúng ta trong cuộc điều tra. Gì vậy? Bóng ma trong nghĩa trang. Tin đang giật gân quá. Nghĩa trang không có ma mới là chuyện lạ. Còn có ma có gì để nói nữa đâu. Có phải lúc nào cũng có tin giật gân để cho mấy ông nhà báo viết đâu. Thỉnh thoảng cũng phải có cái là lạ cho bà con có cái mà cười chứ. Thôi thôi, dẹp đi cái vụ đó đi. Cần phải tập trung theo dõi những công nhân trong đội thợ xây. Tên trái hình vẫn đang nằm trong số đó. Anh em bám sát hành tung từng người một và thông báo cho tôi thường xuyên. Bất cứ chi tiết nào cũng không được bỏ qua. Giờ ta vào việc chính. Tôi sẽ phân công cụ thể từng người theo dõi các công nhân. Mọi người chú ý lắng nghe. Thằng Bách trông hiền lành vậy, ai dè đó là tội phạm. Nghĩ mà thấy ghê. Sống với nó cả tháng trời mà không ai hay biết gì hết. Anh hai còn khen nó ngoan nhất trong đám trẻ. Thằng vậy mà phải đi tù hả anh hai? Tao đâu có biết. Còn hỏi cũng điều tra dài dài à. Nhưng mà thực hiện một phi vụ tài trời như vậy chắc cũng không phải hạng xoàng đâu nha. Má, nghĩ mày thấy ớn. Thằng cha đó nhìn mặt hiền hiền, ngu ngu. Vậy mà diễn giỏi ghê. Vậy rốt cuộc tên nó có phải là Bách không? Bữa trước nó kể em nghe chuyện gia đình, xém nữa rớt nước mắt vì thương nó. Đúng là ở đời có ai học được chữ ngờ. Mà nó có kể mày nghe chuyện gì không? Thì chuyện cha nó mất từ khi nó chưa lọt lòng. Một mình má nó nay lưng làm nuôi mấy miệng ăn. Có bữa qua nhà bà dì ăn dỗ, má nó lận lưng quần về cho anh em nó được mấy miếng thịt. Nhưng mà lúc về tới nhà lấy ra thì rận bu đen. Anh em nó phải phủi đi rồi mới ăn được. Thời nào rồi mà còn cảnh đó nữa vậy trời. Thằng đó cũng có tài sáng tác chứ ha. Mai mốt ra tù chắc viết sách kiếm sống quá. Thiệt tình, thời buổi này không biết tin vào đâu nữa. Trắng đen tốt xấu lẫn lộn. Không được tin vào ai hết. Ở đời này chỉ được phép tin vào chính mình. Thôi giải tán hết. Ngồi đây mà triết lý. Tới sáng đi ngủ, mai dậy sớm còn đi đổ trần. Ê thằng kia, mày đi đâu đó? Tôi ra hóng gió một chút, tự nhiên thấy khó thở. Cái thằng này thì không hiểu nổi. Cứ tưởng tượng sao đâu.
Sao mày nói với tao mày ra ngoài mày đi hóng gió? Nhanh vậy? Mày chạy ra hít vài hơi gió, mày chạy vô hả? Toàn là gió độc. Hít chi cho đen phổi. Bữa nay mày ăn nhầm cái gì? Mà cứ lảm nhảm như thằng điên vậy? Thôi ngủ đi, không biết ai mới điên, cứ lảm nhảm hoài. Alo. Dạ, con nghe đây ạ. Ủa? Vậy hả bác? Sao biết con nói con biết ạ? Dạ, con cũng đang rảnh. Mà có bận thì con cũng phải qua chứ. Dạ. Dạ, được. Con chào bác ạ. Sao vẫn chưa bắt đầu vậy ba? Con đói quá rồi. Ngồi nhìn vậy mà không được ăn, thiệt tình còn kinh khủng hơn tra tấn. Không sao, vậy càng hay. Đợi ai hả ba? Đợi khách của ba một chút. Trời, kỷ niệm ngày đầu tiên đi dạy của con mà mời khách của ba tới, thiệt hết biết. Yên chí, ông khách của ba dễ thương lắm, biết đâu con có cảm tình thì sao. Không hiểu ba đang nghĩ gì, nghe mà ớn quá trời. Thì cứ chờ coi, để coi bà nói có đúng không. Chào bác. Đây, bạn của ba tới rồi đó. Ba nói có đúng không? Vậy mà ba làm con hết hồn, tưởng một ông tóc mới tiêu, ho khù khụ chứ. Qua đi. Cảm ơn bác. Chúc mừng kỷ niệm ngày đầu tiên Bích làm cô giáo. Ngồi xuống đi. Ngồi mấy con. Dạ. Anh làm em ngạc nhiên quá. Sao anh biết hay vậy? Là hỏi cái gì mà ngu vậy? Chỉ cần muốn biết là có cách để biết, phải không con? Dạ. Nè Toàn, vui đi. Nâng ly. Bích à, hôm nay anh rất vui, ba em là người rất dễ mến. Cũng kỳ đó anh, bình thường ba em khó tính lắm, vậy mà chẳng hiểu sao cứ nhắc tới anh hay nhìn thấy anh là ổng trở nên dễ thương vậy đó. Có lẽ hai bác cháu hợp tính nhau, đồng nghiệp mà. Chắc vậy, không lẽ còn lý do nào nữa. Ba má anh Toàn khỏe không? Hồi nào tới giờ không thấy anh nhắc tới hai bác. Ba má anh lại ghê lắm, con cái gì mà một năm mới về thăm ba má có một lần. Có được con như anh chắc ba má anh không được nhờ. Tại anh bận quá đó mà. Sao anh không tính chuyện cưới vợ đi, chồng bà có cháu bồng, tới lúc đó là hết rày liền à. Anh như vậy ai dám lấy chứ, tối ngày cắm mặt vô vụ án xác chết tội phạm tùm lum. Mấy cô gái nhìn thấy
là phát ớn hả? Không ớn. Có thời gian đi dạo đêm như vậy cũng hay. Mọi thứ dường như sạch sẽ và đáng yêu hơn thì phải. Lại nhảm rồi. Anh là kỳ vậy đó. Cứ nói chuyện một hồi là kiểu gì cũng lại nói nhảm à. Đâu có, em cũng nghĩ như anh mà. Tiễn anh một đoạn mà đi từ hồi nãy tới giờ cả cây số rồi đó. Để đưa Bích về nha. Dạ. Mình đi bộ hay chạy xe đi? Tùy anh. Vậy mình đi bộ ngược trở lại được không? À, nếu cô Bích không mỏi chân. Dạ được. Gấp 10 lần vậy em cũng không mỏi đâu. Mọi người hãy báo cáo kết quả điều tra. Đối tượng của tôi không có gì khả nghi. Đối tượng của tôi có cô người yêu là công nhân dệt may. Hai người họ thường gặp nhau tại trụ sở của cô gái. Vào buổi tối tại phòng trọ của cô gái, cô này ở một mình. Đối tượng của tôi thì hơi đặc biệt. Đó là người lầm lì ít nói và không hòa nhập với những người trong đội. Anh ta quê vùng An Giang, từng có tiền án về tội chém người gây thương tích khi còn ở quê. Nạn nhân là người tình của vợ. Sau khi ra tù, anh ta không trở về quê mà trôi dạt tới đây làm lao động thời vụ cho mấy chủ thầu xây dựng. Trong khoảng thời gian sau khi ra tù, những biểu hiện của anh ta tốt, không có dấu hiệu gì cho thấy khả năng phạm tội. Tốt, tôi sẽ lưu ý người này. Đối tượng của tôi là người thợ chính. Anh ta đặc biệt được mọi người trong nhóm kính trọng. Qua xác minh, đây là một người khá cởi mở, nhiệt tình, có trách nhiệm. Vợ anh ta mất do ung thư. Phần mộ ở nghĩa trang lấy thiêu. Thời gian rảnh rỗi, anh ta thường ra nghĩa trang chăm sóc một phần của vợ. Tóm lại, đây là một người đàn ông chất phác, đáng kính, không có gì khả nghi. Mọi người làm tốt lắm. Tôi sẽ tổng hợp thông tin và đưa ra nhận định. Bên truy nã có thông tin gì không? Vậy cuộc họp kết thúc tại đây. Mọi người hãy tiếp tục nhiệm vụ của mình. Tới lúc em rút được rồi đó. Việc đó coi như em đã làm xong và làm rất tốt. Còn rất nhiều việc cần tới em. Ê, có chứ. Nó vẫn chưa ra khỏi chỗ đó được. Em vẫn phải lo cho nó, nhưng đồng thời phải kết hợp làm thêm một số việc. Những việc khó anh giao cho tụi kia, anh không yên tâm. Em diễn trò dai lắm. Mai mốt đi làm diễn viên chắc phải thành minh tinh đó. Vậy ha. Rút thế nào cho em thì tự em phải nghĩ cách. Anh hoàn toàn tin tưởng vào trình độ của em. Bye bye. Mày làm gì nhìn mặt anh mày dữ vậy? Làm như mặt anh mày có in tờ $100 trên trán hả? Không có $100, nhìn sao con mắt của anh nó ghê vậy? Mày thỉnh thoảng cứ nổi cơn điên. Mai mà tao biết tính của mày. Chứ không á, có ngày xách dép chạy có cờ. Thằng Bách đó, tội nghiệp nó, làm một chốt thí mạng. Tội gì chứ? Có tội thì phải chịu tội. Ai